Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, ảnh hưởng tới sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, gây tâm lý bất ổn cho người lao động. Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, bảo đảm thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đặc biệt tại các công trình dự án trọng điểm trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động tại các doanh nghiệp quản lý sử dụng máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý ra soát kỹ các quy định quy chuẩn quy trình về an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động đặc biệt đối với các công trình dự án trọng điểm các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động